tôi sẽ là con sai kia. Chưa bao giờ tự dụng đến thế. Sản phẩm của Abbott Hoa Kỳ. Pro Advanced IQ. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình này. Chứng kiến một màn biểu diễn rất là sôi động của điệu breakdance, và chúng ta thấy họ đã mang lại chúng ta sự trẻ trung, sự sôi động, tình yêu cuộc sống và tất nhiên đó là tuổi trẻ. Và ngày hôm nay trong chương trình chúng ta sẽ mời tới đây một nhân vật, và nhân vật này thì xuất hiện sẽ không thể thiếu những điệu nhảy breakdance như vừa rồi, bởi vì ông là tổng biên tập một tờ báo dành cho tuổi trẻ, đó chính là ông Dương Xuân Lan, tổng biên tập báo Tiền Phong. Xin chào anh Lan, và câu hỏi đầu tiên của tôi muốn dành cho anh là anh thấy thế nào khi chứng kiến những màn biểu diễn rất sôi động vừa rồi của các bạn ở nhóm Harley? Tôi cho rằng nó rất là hợp với giới trẻ. Nó sôi động và làm cho không khí của cái buổi hôm nay chắc chắn là nó sẽ rất là hưng phấn. Anh thấy nó có hợp với anh không? Vâng, tôi tất nhiên rồi. Vâng, đối với nhà thơ thì lúc nào nó cũng là tuổi trẻ thôi. Vâng, và anh thấy máu mình cũng sôi lên một chút chứ? Tất nhiên. Nếu bây giờ mà có lại nhà thì chắc là anh Dương Xuân Lan cũng sẽ có thể nhảy. Vâng. Dù sao thì chúng ta cũng phải ngồi xuống để cùng trò chuyện với những khán giả xem truyền hình đang ngồi trước màn hình và theo dõi câu chuyện của chúng ta trong buổi tối chủ nhật này. Thời của chúng ta thì bọn trẻ hay có những cái mốt của chúng, ví dụ như là breakdance, hip hop hay là graffiti. Và dường như là phải như thế thì mới là thời thượng. Thế còn cái thời của anh thì như thế nào là thời thượng ạ? Tuổi trẻ thời ấy không nói thời thượng thì gần như là không có, bởi vì tất cả sống trong bom đạn và chiến tranh. Có lẽ thời ấy thời thượng chính là đi ra trận cứu nước. Như là nhà thơ Tô Hữu có viết là sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai, đúng không ạ? Vâng, thế và anh nhìn thấy rất nhiều sự biến chuyển qua nhiều thời kỳ, và anh có một cái nhận xét chung gì vì sao lại xảy ra những cái sự biến đổi rất là khác nhau với các thế hệ như vậy? Cuộc sống nó luôn luôn thay đổi. Vâng. Vì như thế mới gọi là cuộc sống, và xã hội luôn luôn biến đổi. Một lứa tuổi và một giai đoạn của đất nước thì có những cái thay đổi khác nhau. Vâng. Tôi cho đó là từ điều tất yếu của cuộc sống thôi. Theo anh thì cái khoảng bao nhiêu thời gian thì chúng ta lại thấy có một sự biến đổi ạ? Thời gian có thể một năm là có bao nhiêu biến đổi, có thể là mấy chục năm không có biến đổi nào. Năm nay là 2007, 10 năm trước thì lại theo anh báo Tiền Phong hoặc là giới trẻ, so với bây giờ thì có thay đổi nhiều không? Rất nhiều điều thay đổi. 10 năm trước thì tờ báo chúng tôi còn là báo tuần, bây giờ chúng tôi là báo hàng ngày. Và giới trẻ ngày xưa cũng khác rất nhiều. Vì những cái điều này như hôm nay chúng ta về chứng kiến thì chắc chắn 10 năm trước không có. Và chúng tôi có lấy được ở trong thư viện cuốn báo đã cũ. Đây là tờ báo của năm 1989, tức là như vậy là gần 20 năm rồi. 20 năm rồi. 18 năm. 18 năm. Vâng, về mặt hình thức rất là nhiều thay đổi, giấy đen rồi là mang xét báo vân vân. Thế nhưng mà anh biết là cái điều gì thì tôi ngạc nhiên không ạ? Tôi sẽ đọc lên một vài cái tip nhé. Số 21,
có tip báo thế này nếu tôi là lãnh đạo. Vâng, đúng thế. Vâng, một cái tip khác là sống hiện đại yêu hiện đại. Vâng. Rồi lãng phí đáng suy nghĩ nhất là lãng phí tuổi trẻ. À, rồi lượm vặt trong tuần, tự tử, tự thiêu, lừa đảo. Số 13 năm 1989. Rồi một cái tít khác, hậu quả của nạn video đen, một vụ án đau xót, vân vân. Thế và hôm nay thì là những cái tít chúng tôi cũng đọc được trên Tiền Phong vừa mới cách đây 2-3 ngày. Tôi chưa làm chuyện ấy, còn người yêu thì đã. Rồi gì đấy ạ, bán em gái nuôi, lấy tiền tiêu xài. Rồi 15 tuổi giết người vùi xác chị Đống Rơm, vân vân. Phải chăng là không có gì thay đổi trong vòng 20 năm? Vấn đề nó khác nhau. Cái tiêu cực của 20 năm trước khác và tiêu cực bây giờ nó khác. Tiêu cực của cái tích cực của 20 năm trước khác và tích cực bây giờ nó khác. Thì chỉ có những cái cảnh như bây giờ, tức là bôi lết và phát tán trên mạng vân vân. Tôi thấy chỉ khác về hình thức thôi còn không khác về bản chất. Phải chăng là chúng ta cố gắng rất là nhiều nhưng chúng ta cũng chẳng làm gì được để thay đổi được giới trẻ. Giới trẻ vẫn luôn đời có những vấn đề như vậy. 20 năm trước rất khó khăn. Nhưng mà 20 năm sau bây giờ thì cuộc sống nó khá giả hơn nhiều so với thời bây giờ. Cũng như là trình độ nhận thức thì thời đấy cũng khác, bây giờ thì cao rất nhiều, cao rất nhiều. Và kể cả cái đời sống văn hóa xã hội bây giờ nó phong phú hơn trăm nghìn thứ. Và giới trẻ thì bao giờ cũng là có những cái đặc tính riêng của nó. Đó là những đặc tính gì ạ? Khao khát cái mới, khao khát cái mới lạ, và luôn luôn hướng đến những cái mới lạ, và luôn luôn là không bằng lòng với bản thân mình, luôn luôn vươn tới một cái gì đó, thì đấy là đặc tính chung của giới trẻ. Có cái vươn tới tốt đẹp, còn có những vươn tới tầm thường. Như vậy anh đã chứng kiến những cái sự vươn tới ấy trong suốt nhiều năm qua, và ông cũng chứng kiến cái sự vươn tới ấy để khẳng định mình của giới trẻ không ạ? Ông sợ điều gì nhá? Tôi sợ chính bản thân mình. Cái này thì tôi lại phải hỏi là tại sao? Bởi vì con người chúng ta có rất nhiều ham muốn, có những ham muốn tốt đẹp và có những ham muốn nó không phù hợp. Sợ mình có lúc có những cái ham muốn. Đúng như thế. Mà không kiềm chế được. Đúng như thế. Và ông cứ kiềm chế mãi, đâm ra có một lần ông có viết rằng đôi khi tự thấy mình nhạt thách. Mình phải kiềm chế bản thân mình. Vâng. Có rất nhiều cái mong muốn, có nhiều ham muốn, có những cái hay, có những cái dở, có những cái tốt đẹp, nhưng có những cái rất tầm thường. Vâng. Mình phải kiềm chế. Nhiều người cho rằng lúc đó ông đi chấm thi hoa hậu là ông phải kiềm chế. Đấy không phải một cách. Như vậy chúng ta chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là trở thành xấu xa, hai là trở thành nhạt thách. Phải không ạ? Không, không phải. Con người ta có rất nhiều lựa chọn. Cái sự lập thách thì nhiều khi anh muốn thì không được, không muốn cũng được. Sự lập thách đấy là do tính cách con người. Con người ta sống lập thách thì anh ham muốn nhiều nó vẫn cứ là nhạt thách. Ông có nhạt thách không? Có thể có lúc nào đó. Đôi khi đó ạ. Ông thích làm gì nhất? Tôi thích làm những cái việc gì mà nó thuộc tính sáng tạo. Ví dụ tôi thích viết tiểu thuyết, tôi thích làm thơ, tôi thích làm những việc gì là có ích chẳng hạn. Ba thứ ông ghét nhất trên đời này? Thứ nhất là điều ác. Thứ hai là sự dối trá. Thứ ba là sự nhạt nhẽo. Đôi khi như vậy là ghét mình nhất, phải không ạ? Ông ở cơ quan mấy giờ một ngày? Buổi sáng tôi 5 giờ rưỡi tôi từ nhà đi bộ đến cơ quan. Tôi làm việc từ 6 giờ rưỡi sáng ở cơ quan. Và về nhà thì ngoài giờ nghỉ ngơi ra thì tiếp tục làm việc duyệt bài cho đến 10 giờ rưỡi đêm. Thế thì ông là người rất khổ. Con người ta không phải làm được nhiều là khổ đâu. Mà chính là anh làm những cái việc mà nó nhạt nhẽo, nó không được như mong muốn thì mới là khổ. Hoặc là anh nhàn rỗi, hoặc là anh làm việc bậy bạ thì mới khổ được tâm. Còn nếu làm việc nhiều cũng là một cách tốt. Ai đứng sau thành công của ông ạ? Như người ta nói là phải có người vợ đứng sau bản thân mình. Tại sao lại có cái cụm từ như người ta nói ạ? Như người ta nói thì rất nhiều người như vậy, chứ không phải như mình thôi. Khi buồn thì ông làm gì? Tôi làm thơ. Ông làm gì khi phóng viên không nộp bài đúng hạn? Trước hết là tôi phải nhắc nhở. Và sau khi nhắc nhở xong thì tôi động viên. Và nếu mà anh không làm được thì tôi phê bình, thậm chí tôi có thể phạt. Nếu như tờ báo của ông đưa tin vịt thì điều đầu tiên mà ông sẽ làm là ông làm gì? Là cải chính, là đính chính. Một cái ô vé bằng bao diêm? Theo luật báo chí mà làm thôi. Nhưng mà thường thì cải chính bao giờ cũng là sau, đúng không ạ? Mà khi ấy thì cái tin vịt chúng ta đưa thì nó đã ăn sâu vào đầu óc của độc giả mất rồi. Đã có người cầm tờ báo chạy giao khắp cả đường phố mất rồi. Cho nên các những người làm báo phải cố gắng hạn chế tối đa cả tin vịt. Nếu được trẻ lại thì ông muốn mình bao nhiêu tuổi? Tất nhiên là bao giờ 18 tuổi. Giống như những công chứ đó hả?
tưởng tượng nổi đúng không ạ? Thì sao ông có thể vẫn rất là bình tĩnh, bình thản được khi mà nghe lại những dòng tự sự như vậy? Con người ta khi mà đối diện với cái gọi là cái nguy hiểm nhất, cái khổ đau nhất, cái thử thách nhất, thì sau đó con người ta thanh thản và cảm thấy bình tĩnh hơn. Nếu anh chưa đối diện thì anh cảm thấy hoảng sợ, anh cảm thấy lo lắng, anh cảm thấy sợ hãi. Nhưng anh đối diện rồi, anh vượt qua rồi thì anh cảm thấy bình yên. Và tôi nhớ một cái câu thơ của Lê Quang Tốt rất hay, là cái cánh buồm. Vì sao cánh buồm mà tìm bình yên trong bão tố ở giữa biển? Tức là khi lao ra giữa biển khơi trong điệp trùng bão tố, thì đấy là lúc mà cánh buồm có thể tìm thấy sự bình yên nhất, thanh thản nhất của mình. Đúng như thế. Trong đời tổng biên tập của mình, ông đã từng đối mặt với những lúc nào là lúc bão tố nhất? Bão tố thì rất nhiều. Năm 98 chúng tôi có một bài báo viết về cái dầu khí, anh Xuân Ba anh viết, và tôi cũng đã trực tiếp để duyệt cái bài đó. Chúng tôi cùng đưa lên nói về những cái tiêu cực trong ngành dầu khí năm 98, về ký về đồng khống. Khi chúng tôi đưa lên báo thì bị truy tố, chúng tôi phải đi hầu tòa. Truy tố gì? Truy tố là với cái tội danh là tiết lộ bí mật quốc gia, là nói sự thật khó biết bao. Nhưng rồi chúng tôi cũng tìm mọi cách hóa giải được. Hoặc là lần đầu tiên tôi thi hậu chẳng hạn, năm 1988, thì lúc bây giờ là chúng tôi thi hậu mà vào cái thời điểm đấy là kinh khủng. Xong thì bị phê bình, suýt bị cách chức. Mới suýt bị thôi cũng chưa có gì là nặng. Suýt bị cũng là như vậy rồi. Ông có bao giờ nghe thấy người ta nói là sao cái ông này cứ đi kinh doanh sắc đẹp thế nhỉ? Ừ. Tôi cái câu nói đó gần như thôi chứng minh nói. Được thưa hồi Việt Nam tôi bảo với tổ chức chưa bao giờ kinh doanh sắc đẹp cả. Bởi vì chúng tôi chưa bao giờ có lãi một đồng nào cả. Và chúng tôi phải bỏ tiền ra để thi. Và chúng tôi nghĩ rằng đấy là cực tuyên nhiên sắc đẹp. Nó tạo ra cảm giác là chúng ta sử dụng sắc đẹp để lăng xê lên một số những cái còn để bán báo cho chạy chẳng hạn. Không hẳn đâu. Báo chúng tôi thì có những cái tiêu tài nó chạy hơn nó hậu. Chạy hơn nó hậu thì tài gì ạ? Rất nhiều vấn đề thay cuộc sống mà. Nếu anh đấu tranh chống cho việc anh bảo vệ quyền lợi cho người dân, anh bảo vệ cái tốt đẹp, anh bảo vệ công bằng lẽ phải dân chủ, anh bảo vệ cái tiến bộ thì người ta đọc người ta đến nhiều hơn, có phải không? Dòng xe tải nhẹ Kia bền bỉ quen thuộc, Thaco đa dạng kinh tế, xe khách kiểu dáng hiện đại tiện ích, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hàn thân xe, nhúng sơn điện ly, chất keo, sơn len cốt, sơn màu đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, lắp ráp bởi đội ngũ công nhân chuyên nghiệp, quy trình kiểm định nghiêm ngặt, chạy thử trong môi trường khắc nghiệt trước khi xuất xưởng, công năng sử dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam, tự hào với nhiều sản phẩm đa dạng phong phú được phân phối trên toàn quốc, cam kết bảo hành sản phẩm và cung cấp phụ tùng mọi lúc mọi nơi. Trường Hải ô tô, chất lượng tiên phong, dịch vụ hoàn hảo. Thì là thế nào là những con người có tính cách thú vị? Tính cách thú vị là tính cách mà thể hiện được cái bản chất của con người đó. Tức là con người đó sống có chính kiến, không hòa lẫn với đám đông. Tất nhiên là những cái chính kiến đó, những cái khác theo đó, nó không làm phiền với cộng đồng, không làm hại với cộng đồng, không làm hại với ai cả. Và nghĩ người ta gọi đó là cá tính đúng không ạ? Tất nhiên, gọi là cá tính. Ông có phải là người cá tính không ạ? Lúc mà 20 tuổi cũng rất là cá tính. Ta gọi là ngang. Ví như là lúc mà chúng tôi tập bắn, tập nguyên chỉnh, nhưng tôi lúc đấy là mang súng ra và bắn đạn thật lên đoạn cây và bắn chết một con chim ấy chẳng hạn, đó là ra bị phạt chẳng hạn. Kỷ luật đúng không? Kỷ luật chẳng hạn, đây là một cách nó khác ấy. Đấy có phải là hành động dại dột nhất mà ông đã từng làm? Tất nhiên dại dột thì nó cũng có những cái của hồn nhiên của tuổi trẻ như vậy. Người ta nói rằng là phải trải qua những cái biến động trong cuộc sống thì người ta mới có được một cái cá tính rất là khác biệt. Ông có đồng ý với câu nói này? Cá tính con người ra nó có ba điều kiện. Một là do bản thân anh sinh ra phải có cá tính rồi. Có
có thể là do di truyền, thứ hai là do hoàn cảnh, và thứ ba là do nỗ lực của cá nhân con người. Tôi muốn nói đến hoàn cảnh. Ở đây là hoàn cảnh sung sướng hay là hoàn cảnh đau khổ? Nếu một con người có tính cách, có nguồn lực, đau khổ giúp cho người ta nguồn lực vươn lên và giúp cho người ta nhìn lên cuộc sống một cách nhân ái hơn. Hoặc là ngược lại, hoàn toàn suy sụp. Đúng như thế. Trở nên độc ác. Đúng như thế. Là mô tả. Ông thấy mình là người thế nào? Rồi con gái tôi có làm một cái bài thơ. Cháu có hai câu thơ này. Thấm lắm lời răn của bố. Khổ và khó nhất là đạt được nhất. Suốt cuộc đời tìm cách lựa lời để nói đến sự thật. Tôi tức là suốt cuộc đời tìm cách để nói đến sự thật. Tại sao lại phải có chữ lựa lời đây nhỉ? Bởi vì sự thật nói ra sự thật là một điều khó khăn nhất đời này. Bởi vì sự thật nói ra được là một cái điều tuyệt vời. Nhưng không phải nói ra sự thật nhiều khi nguy hiểm chết người. Chứ phải lựa lời, phải tìm cách rất nhiều cách khác nhau để nói sự thật. Và suốt cuộc đời tôi chỉ có một cái điều là học nhẫn, học kiên nhẫn. Vậy em là một người rất là thận trọng phải không ạ? Tôi học chỉ nhẫn chứ không phải thận trọng. Cái điều sung sướng nhất là chúng ta nói ra được sự thật. Đúng như thế. Và nói với sự thật đấy xong rồi cũng gọi là thế nào nhỉ? Không có sự cố gì, ông có thể kể ra một câu chuyện như vậy không? Tất nhiên tôi nói là sự thật có ích cho mọi người. Còn nếu sự thật là bé nhỏ thì không nói gì cả. Nhưng sự thật ở đây là muốn nói sự thật gì để có lợi cho mọi người, có lợi cho đất nước, có lợi cho sự tiến bộ, có lợi cho dân chủ, có lợi cho công bằng, có lợi cho sự phát triển. Người ta có một câu là nửa cái bánh mì thì không thì vẫn là một cái bánh mì, vẫn là cái bánh mì. Nhưng nửa sự thật thì không phải là sự thật, nhưng mà xác định đâu là nửa và đâu là cả sự thật rất là khó khăn. Thực ra sự thật nó không bao giờ có nửa, không bao giờ có cả, sự thật chỉ có là sự thật thôi. Anh có thể nói về khía cạnh này, anh có thể nói về khía cạnh khác. À, anh có thể nói mức độ anh nói ra khác nhau. Ông dựa vào cái gì để mà quyết định cái sự mức độ đó? Dựa vào kinh nghiệm. Tôi là người làm báo kinh nghiệm. Từ lúc mà tôi mới làm tổng biên tập thì rất phức tạp rất nhiều. Vì mình sẽ có kinh nghiệm nói ra sự thật. Tôi ví dụ như là năm chúng tôi làm cái diễn đàn là nếu tôi là lãnh đạo chẳng hạn, thì chúng tôi cũng nói rất nhiều sự thật. Bởi vì đấy là một diễn đàn để người ta nói với sự thật là cái cán bộ lãnh đạo còn rất yếu kém, mà cần phải nâng cao năng lực. Nhưng mà có những cái lúc có những cái bài báo viết lên nó quá đi. Ví dụ như là tôi vừa nói là cái bài mà một cái thanh niên nói rằng nếu tôi làm được cái phòng tôi làm gì, thì thanh niên là nói những cái câu trong đó mà nó cũng có những cái mà người ta cho rằng là anh đâu bí mật quốc gia chẳng hạn, hoặc là đụng chạm với cái khác. Thì lúc đó tôi chưa có nguyện cho nên cái duyệt bài của mình nó nói gần như là nó thẳng phới ra và tôi bị phê bình. Tôi có một cái bức chân dung của một số bạn trẻ. Và các bạn trẻ khi vẽ thì chắc là ông biết rồi, họ thích rất thích graffiti, góc cạnh. Đây họ vẽ một bức chân dung của ông. Ông thấy thế nào? Tôi nghĩ là mọi cái bức tranh hoặc là mọi cách nhìn nhận nó đưa nó có cái thú vị riêng của nó cả. Vâng, đây là những người trẻ nhìn ông ấy. Chứng tỏ là họ quan tâm đến tôi, nếu tôi sợ nhất là ai quan tâm cả. Người ta quan tâm với người ta có thể là khen, người ta có thể chê, người ta có thể là yêu mến, người ta có thể là muốn hoàng, người ta có thể làm lợi đi không? Tôi đọc trong bức tranh này thấy một thông điệp là đây là một con người rất là góc cạnh, này liều lĩnh, dám làm nhiều thứ, khác thường. Vậy thì cái điều liều lĩnh nhất mà ông đã từng làm trong đời? Vâng, nhiều điều lắm. Vâng, nhiều lắm. Vì dưới thi hậu thời năm 88 là sự liều lĩnh. Năm 88 chúng tôi làm cái diễn đàn, nếu tôi là lãnh đạo, sự liều lĩnh. Nếu tôi là lãnh đạo, chủ đề tuyệt vời, tại sao liều lĩnh? Thời bây giờ là một sự liều lĩnh. Hoặc là chúng tôi đưa ra những điều tiêu cực, chấn động dư luận cũng rất là nhiều. Những cái vụ nhà cửa đất đai, những cái vụ vừa rồi chẳng hạn cũng rất liều lĩnh. Bởi vì cũng có những người cho rằng anh này rất liều. Nhưng tôi nghĩ rằng là nếu vì cái quyền lợi của hàng triệu người, thì cái liều của anh có thể nó là một cái sự liều an toàn. Tôi nghĩ rằng tình yêu cũng là một sự hiếm. Lúc mà chúng tôi bị như vậy, tôi bây giờ chẳng hạn, lúc tôi chưa biết mặt nhau, không biết mặt, hoặc là biết nhau đó là không chưa bao giờ đi chơi với nhau cả. Ví dụ như ngày xưa người ta gọi đến tìm hiểu ý là cái khác, nhưng mà thời tôi đây rồi là không có hiểu. Thời tôi ở trong Kiên Giang, tôi ở Hà Nội mà chỉ gặp nhau một hai lần là chỉ nhìn nắng thoáng thôi, thế mà lấy nhau. Tôi nghĩ là đấy là một sự liều, hay đúng hơn là sự sắp đặt của số phận. Hoàn toàn là phụ thuộc vào số phận. Vâng, số phận đấy, đúng là số phận. Vâng. 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 Nhưng mà phải nói là số phận
thì đưa anh đến. Nhưng mà nếu anh không phải là người liều thì số phận cũng đành phải bỏ tay. Điều gì đã thúc đẩy ông làm cái sự liều đấy? Vâng, tôi nghĩ rằng là vì bản tính mình là người liều. Ông có biết rằng là ông chỉ có quyền liều một lần trong đời không? Tôi nhớ là một rủi ro trong là mình không được liều lần nữa đâu. Tất nhiên chính vì vậy mới gọi là liều. Nếu mà làm một lần nữa thì không thể gọi là liều đâu. Chúng ta thường có hay có hai từ, một từ là tích cực, một từ là tiêu cực để chỉ về một sự vật, sự việc. Ví dụ như là về cái việc các bạn trẻ dám liều thì có thể dùng từ là dám làm là tích cực, còn liều lĩnh là hơi có ý tiêu cực. Làm thế nào để chúng ta phân biệt được giữa dám làm và liều lĩnh? Dám làm, đây là mục đích làm nó tốt đẹp, thì ta thường gọi là dám làm. Vâng. Thế còn liều lĩnh tức là làm những cái việc nó vô bổ, nó nguy hại đến bản thân anh và nguy hại đến người khác. Và hầu như giới trẻ ngày nay của chúng ta, các bạn ấy chú ý tới bản thân cái hành động đấy hơn là chú ý tới mục đích hay không ạ? Đúng như thế đấy. Như người đua xe máy chẳng hạn là một cái sự liều lĩnh, phóng xe máy đặt mạng là sự liều lĩnh, nhưng mà đấy là một cái mục đích, nó cũng có mục đích tốt đẹp. Và nếu anh mục đích tốt đẹp thì coi như là anh dám làm, dám chịu đấy, cái mục đích tốt đẹp. Và tôi cho rằng cái mục đích chính là nó phân biệt được cái đó. Vậy thì chúng ta làm thế nào để nói với tất cả các bạn ấy rằng là trước khi làm các bạn hãy nhìn mục đích trước, vì các bạn ý vội làm tới mức mà chẳng cần nghĩ đến mục đích, chỉ cần là thấy hành động của mình là trông oai, trông khác thường, trông cá tính, thế là được. Đấy là ta gọi là giáo dục thanh niên đấy. Chúng ta phải giáo dục bằng nhiều cách đấy, đúng không? Giáo dục vào báo chí, vào văn học, vào nghệ thuật, vào tất cả các thứ để cho thanh niên hướng đến mục đích. Thanh niên vốn hướng động và liều lĩnh, nhưng anh phải hướng đến một cái mục đích tốt đẹp. Nếu mà nói với mục đích với họ thì họ sẽ bảo là ôi lại hô khẩu hiệu giáo điều. Anh nói thế nào thì anh cảm thấy không giáo điều. Đó mới là khó. Với con ông thì ông hay chọn cách tâm sự như thế nào? Tôi thường tâm sự chủ yếu là nói những cái điều nó thực tế, tâm tình với một người bạn, mà không phải là anh con phải làm việc này con phải làm việc khác. Vừa rồi sự kiện với băng video bị phát tán trên mạng ấy thì tôi nghĩ rằng đây là một vụ thất bại lớn của các vị phụ huynh. Vâng, quản lý con cái bây giờ là một điều cực kỳ khó khăn. Giả sử có những cái chuyện mà không hay ở cuộc sống mà phải nói với con mình ấy, thì ông chọn cách gì để nói? Gần như là một sự tâm tình. Tất nhiên là không phải là cái gì mà nói hết cho con cái, cái gì mà nói ra tất cả. Ông chọn cái cách dạy con nào, ví dụ như là cách nghiêm khắc hay là cách cho thoải mái, tự do, phát triển cá tính? Bản thân tôi thì rất là thoải mái. Tuổi trẻ nó có cũng đam mê riêng và phải tìm hiểu cái gì cho nó say mê. Như vậy cái quan trọng nhất là chúng ta phải tìm cho con chúng ta một cái sự say mê chính đáng, nào đó chính đáng, đúng, không có hại cho nó, đúng, cho con mình và cho xã hội, đúng, đúng không? Thế, đúng thế. Vâng, xin cảm ơn những lời khuyên rất là thú vị của ông. Như thế là hiện nay ông Xuân Nam đóng hai vai trò giáo dục, thứ nhất là cha giáo dục con, và thứ hai là tổng biên tập của một tờ báo Tiền Phong giáo dục với trẻ. Trong cái cách nói của mình với con và cách nói của mình với các độc giả trẻ thì có điểm gì giống nhau? Tờ báo Tiền Phong cũng là một cái cách nói bạn bè. Tôi đối với các con tôi cũng là như một người bạn. Chúng tôi không răn dạy gì cả. Chúng tôi chỉ trò chuyện, chúng tôi tâm tình, chúng tôi để cùng trao đổi. Và tờ báo thành một cái diễn đàn để trao đổi với nhau thôi. Tôi nghĩ rằng cách giáo dục tốt nhất tức là tự giáo dục. Con người ta cứ tự giáo dục rất quan trọng. Thế còn những sự khác nhau trong cách nói với con và cách nói với con mình và cách nói với con của xã hội? Con mình thì mình có thể nói là đôi có điều này khác được, nhưng mà đối với xã hội nó thì khác hoàn toàn. Đó là phải một cái cách nói để có thể là bình đẳng. Ví dụ như ông là Tiền Phong, tôi là giới trẻ, chúng ta là hai người bạn. Ông có lớn hơn tôi một tí không hay là chúng ta bằng nhau? Trên mặt báo thì nó phải là bạn bè của nhau. Tất nhiên là người bạn hiểu nhất. Trong số những hiểu biết mà chúng ta cung cấp cho bạn mình ấy, thì có khi nào ông nghĩ rằng là không nên cung cấp ra mọi hiểu biết không? Những hiểu biết nào có lợi cho hàng triệu người, có ích cho hàng triệu người, bạn trẻ thì chúng ta nói ra. Gần đây có một nhận xét của Bộ Thông tin và Truyền thông nói rằng là có một số những cái tờ báo hoặc là trang web thì vô tình giới thiệu những cái blog đen hoặc là những trang web đen và lại vô tình đưa ra cả cái địa chỉ và để cho công chúng tò mò tìm đọc. Ví dụ như là có một cái tin ở trong Tiền Phong chẳng hạn, như là tin ngày 1 tháng 11 năm 2007 chẳng hạn, Đắk Lắk bắt khẩn cấp một nhóm xã hội đen tuổi tin, thế nhưng mà lại đã đăng nguyên địa chỉ website của nhóm này. Và website này dùng để giao dịch với các đối tượng có nhu cầu thuê mướn cái nhóm xã hội đen này. Đưa cái đó lên thì cũng là một cách để cho các cơ quan chức năng họ vào cuộc, để người ta, những người mà không biết
thì tình cơ họ vào những cái địa chỉ đó thì họ phải dừng lại để họ không vào nữa, vì đó là một cái trang web xấu để cảnh tỉnh những người ta. Những cái thành phần xấu thì nếu cần thì người ta vào web đó đúng không ạ? Tức là những cái kẻ mà cố tình thì anh không ghé đường đấy mà chạy trước rồi. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng rất là muốn được trò chuyện với một phóng viên thường trú của báo Tiền Phong, đó là một nhà văn, một nữ phóng viên rất nổi tiếng, đó là nhà văn Trang Hạ. Xin chào Trang Hạ, câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay đang nói về việc làm thế nào để giúp cho giới trẻ có được những cái cá tính rất là độc đáo, tuy nhiên thì các bạn cũng làm được những cái việc rất là có ích cho chính mình và cho mọi người. Trang Hạ có suy nghĩ gì về vấn đề này? Giới trẻ bây giờ ở trên blog người ta thường không gọi là cá tính mà người ta chỉ nói là nuôi nhiều cá. Tuy nhiên rằng là cá tính là một lời khen ngợi, nuôi được người cho nó biến thành một sự chi khéo. Hiện nay cũng có rất là nhiều bạn trẻ đang tham gia vào diễn đàn trên báo Tuổi Trẻ. Diễn đàn có tên là Điều gì đang xảy ra với giới trẻ. Và nhiều bạn trẻ cho rằng là giới trẻ hiện nay có một số nhược điểm như là quá tự tin, là nô lệ của số đông và không chịu nâng cấp bản thân mình. Thì Trang Hạ nghĩ gì về điều này? Mọi người chưa chắc thì nó bắt đầu từ sự thật. Sự thật đấy có thể đến từ anh nhìn thấy trong cuộc sống, anh đọc thấy trên báo, hoặc thậm chí anh nhìn thấy trong chính bản thân mình. Cái quan trọng là sau cái dư luận đó, sau những cái lời thảo luận đó thì anh rút ra được điều gì? Anh có thay đổi được bản thân những cái tính xấu của mình hay không? Hay chỉ sau khi nói cho xem một chuyên đề của báo thì nó sẽ sang một chuyên đề mới và những cái điều đã từng nói thì nó lãng quên, nó không giúp gì được trong xã hội, nó không làm cho giới trẻ tốt hơn, làm những điều tốt hơn, hoặc nó biến những cá tính thành sự quái thai. Là một phóng viên viết cho giới trẻ, đồng thời là một người mà tiếp xúc với giới trẻ không chỉ Việt Nam và ở các nước khác nữa, thì Trang Hạ có thể cho biết rằng là chúng ta nên có những cách gì, và chính các bạn trẻ nên có những cách gì để nhận ra những cái đích cần thiết mà mình cần hướng tới. Anh em có nói một câu là giới trẻ nên khao khát. Tôi biết rằng là giới trẻ cũng nên khao khát cái mới. Cái sự khao khát đấy không chỉ là để khẳng định bản thân mình, mà nó chính là khao khát những cái điều mà họ có thể mang tới cho xã hội, cái vị trí họ cảm thấy là mình tồn tại trong xã hội, mình có ích, và cái cảm giác đó làm cho họ thấy là cuộc sống có ý nghĩa. Giới trẻ Việt Nam chỉ khác một điều duy nhất, đấy là cách thể hiện. Những người lớn tuổi hơn thì thường là nhìn những người trẻ mà có mắt rất là soi xét, chỉ cần nhìn thấy là ví dụ đeo khuyên mũi hay là bàn tay xanh đỏ hay là tóc dựng lên hay là quần áo hip hop thì đã cho những người lớn tuổi một sự khó chịu nào đó. Vậy bạn nghĩ sao, chúng ta làm thế nào để giải quyết được cái vấn đề này? Cái sự phản ứng đó, vì cái vẻ bề ngoài đó, nó chỉ xảy ra khi đó là cái vẻ lập dị bề ngoài, nó là tất cả những cái điều mà bạn trẻ đó có. Còn nếu như là cái vẻ lập dị đó để bạn có thể nhảy như những bạn vừa rồi ạ, hoặc là để bạn có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, kêu gọi mọi người hãy chú ý sử dụng bao cao su, đội mũ bảo hiểm, an toàn giao thông, hoặc là chung tay để góp cho trẻ em nghèo xây một cái trường nào đó, thì cái sự lập dị đấy nó hoàn toàn nó không còn là toàn bộ cái giá trị của bạn nữa, và nó chỉ còn là một cái vẻ bề ngoài để thu hút mọi người vào đi cùng với bạn, cùng một con đường, nhìn cùng về một hướng. Thì cái quan trọng là các bạn trẻ đó hãy khẳng định được mình qua cái cống hiến cho xã hội, chứ không phải là chỉ khẳng định mình qua cái bề ngoài. Thì trong khoảng 10 năm trước đây, rất nhiều người ngộ nhận rằng là sự lập dị đã là cá tính, hoặc là sự ăn mặc một cách lập dị đã là cái giá trị, đã là cái mục đích của bạn. Nhưng giờ tôi tin là giới trẻ không ai còn ngây thơ như thế nữa. Tôi nghĩ là còn rất nhiều người vẫn còn ngây thơ như vậy, nhưng mà cái chính là chúng ta phải nói với các bạn ấy rằng là các bạn ơi, đừng có quá chú ý tới bề ngoài, hãy chú ý tới mục đích và cái công việc chúng ta làm. Và chúng ta cũng nói với cả những người lớn tuổi rằng là các vị lớn tuổi ơi, đừng chú ý tới cách giới trẻ thể hiện nữa, mà hãy chú ý tới những gì giới trẻ đang làm. Chúng ta cảm ơn chị Trang ạ. Vậy thì Tiền Phong có gì để vươn tới không? Từ năm 1996 chúng tôi đã đề ra một cái chiến lược phát triển. Đấy là Tiền Phong phát triển hướng tới thành lập một cái tập đoàn báo chí mạnh. Cái Tiền Phong có gì thách thức không ạ? Rất nhiều thách thức. Cái thách thức lớn nhất là sự tụt hậu đối với khu vực và thế giới. Có tụt hậu với giới trẻ không ạ? Tất nhiên. Chúng tôi cũng cố gắng để khỏi tụt hậu với sự phát triển của giới trẻ ngày nay. Hôm nay có rất là nhiều bạn trẻ theo dõi chương trình của chúng ta, cũng như là các vị phụ huynh đang theo dõi chương trình của chúng ta, những người có thể là có con cũng ở tuổi teen mà họ đang rất là lo lắng cho tuổi teen. Nhiều khi họ thấy tuổi teen khó hiểu, khó khám phá và không biết là làm thế nào để có thể là nắm cho nó theo mình. Lúc này ông có như một người cha đã có hai đứa con ngoan ngoãn trưởng thành, như một tổng biên tập của một tờ báo dành cho giới trẻ, thì ông muốn chia sẻ một thông điệp gì của mình? Quan trọng bậc nhất của giới trẻ ngày nay
để làm sao nó có được cái mục tiêu mà phấn đấu, hay gọi là ta hướng về ưa thích của mình, cái sở thích của mình và những cái có ích cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng xã hội. Tất nhiên đó là điều rất là khó, đúng không ạ? Và đòi hỏi chúng ta phải đọc báo hàng ngày. Vâng, chúng ta xin cảm ơn tổng biên tập Dương Xuân Nam, xin cảm ơn ông với cái câu chuyện rất là có ích, rất là bổ ích ngày hôm nay, và xin chúc ông cùng tờ báo của mình có nhiều trang báo bổ ích hơn nữa cho cuộc sống, cho người trẻ, cho tất cả mọi người.